Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá các công nghệ làm đường tuyệt vời mà bạn nên thấy. NoIQ Bokuo. Công nghệ bạn đang thấy trên màn hình cho phép bạn phong lưu tốt hơn và hiệu quả hơn. Sử dụng những túi cát chỉ là những hồi niệm quá khứ, nên chúng ta đã được thay thế bằng đường chắn NoIQ. Chúng dễ dịch chuyển và có thể được tái sử dụng. Người ta thiết kế tấm chắn để chúng gắn chặt vào mặt đất ngay lập tức bằng chính trọng lượng của mình và khối lượng nước nữa. NoIQ ước tính nặng khoảng bằng 1% một bao tải cát, vì thế chúng có thể được lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng và không tốn công sức. Bức tường chắn cao 50cm và có trọng lượng không hơn 5,5kg mỗi cái. Running Matter, công ty sản xuất đảm bảo hiệu quả 100%. Ưu điểm chính của tường chắn NoIQ chính là nhiều người có thể tham gia công tác phòng lũ, tăng tốc độ lắp đặt và sự khác biệt về kích cỡ có thể thay đổi tình thế nguy hiểm. Đây là loại băng dính đặc biệt thiết kế nhằm cải thiện độ an toàn cho các khu làm việc tạm thời. 3M Stemmark phản ứng trước các thay đổi về áp suất và vì thế để gắn nó trên đường, bạn sẽ không cần sử dụng các chất kết dính nào khác. Bạn có thể gắn và tháo rời nó nhanh chóng mà không để lại dấu vết gì. Nó không ảnh hưởng đến mặt đường và vì thế người ta có thể đánh dấu các khu vực khác nhau trong giai đoạn sửa đường. Và băng dính sẽ vẫn hoạt động trong mọi thời tiết cho đến khi chúng được tháo ra theo cách thủ công. Băng dính sẽ được dán ở 15 độ C và phù hợp với các nơi nhiều giao thông vì nó siêu bền. Với hai màu trắng và vàng, loại băng dính này có thể dễ dàng nhìn thấy từ xa và giúp các tài xế hiểu chỗ nào là chỗ sửa đường. Người ta cũng có thể dùng nó để thay thế vạch kẻ đường. GRT Enviro Binder. Đây là một chất khác mà được xịt lên đất. Lần này thì đó là một sản phẩm độc đáo để phòng chống sự xói mòn có tên là Enviro Binder, thâm nhập vào các tầng đất lỏng, tạo thành một mặt phẳng chống nước mạnh sau khi nó khô. Nó được sử dụng ở những nơi mà việc xói mòn đất là không thể chấp nhận được và được phun với thiết bị đặc biệt hay là phun thủ công. Nên biết thêm rằng chất lỏng này hoàn toàn thân thiện với môi trường, không có độc và không gây ảnh hưởng gì đến sự phát triển của thực vật. Một lần xịt là đủ dùng cho khoảng 6 tháng, nhưng trong vài trường hợp, hợp chất này có thể tác dụng đến 24 tháng. Đường nhựa. Rác thải nhựa là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường, vì nó chỉ phân hủy từ 500 đến 1.000 năm. Và chúng ta thì sản xuất 310 tấn nhựa mỗi năm. Vài công ty đang chủ động nghiên cứu các ý tưởng nhằm sử dụng rác thải nhựa, vì thế những con đường nhựa này được phát minh. Bên cạnh lợi ích về môi trường, chúng cũng có những ưu điểm khác. Hiệu suất đặc biệt tốt hơn so với đường nhựa thông thường. Nhựa là chất liệu bền trước xói mòn và các hiện tượng thiên nhiên. Nó chịu được khoảng nhiệt từ âm 40 đến dương 80 độ C. Nhìn bên ngoài thì những con đường như thế này không khác lắm so với đường nhựa. Để sản xuất, đá vụn cùng với các chất nhựa bitumen cũng được sử dụng. Tuy nhiên, nhựa tái chế được thêm vào hỗn hợp cuối cùng. Đường nhựa này có thể được dùng lâu gấp 3 lần đường nhựa thông thường và lắp đặt tốn ít hơn 70% thời gian và nhẹ hơn gấp 4 lần nữa. GRT Westlock. Bụi bay ở nơi làm việc như hầm mỏ và nông trường là mối nguy thực sự tới sức khỏe của con người và động vật. Hỗn hợp đặc biệt có tên là GRT Westlock này giúp giảm thiểu lượng bụi trong không khí gần như là hoàn toàn. Sản phẩm hút bụi tổng hợp này có thể chịu đựng cả một lượng chất gây ô nhiễm lớn, hoàn toàn thân thiện với môi trường. Nó là một chất lỏng không mùi, không độc, kháng lửa và không có các thành phần dễ bay hơi, an toàn đối với con người, động vật và thực vật. Ngoài ra thì nó còn kháng cả ánh sáng mặt trời và nước nữa. Bạn có thể dễ dàng sử dụng nó một cách nhanh chóng với sự giúp đỡ của một vòi phun đặc biệt, thích hợp với nhiều mặt phẳng như là đường đá, cát và đá vôi. Nó không hề ảnh hưởng đến công việc và sau khi xử lý, bạn có thể đi và lái xe trên mặt phẳng luôn.
Westway. Thứ bạn đang nhìn thấy căn bản là một công nghệ đến từ tương lai. Westway cho phép bạn sản xuất điện từ ánh sáng mặt trời mà không tốn diện tích thừa thãi. Các tấm pin đón ánh sáng mặt trời được xếp trực tiếp lên đường. Chúng là những cấu trúc đặc biệt cho phép sản sinh đủ điện năng cho các tòa nhà địa phương. Khi sản xuất thiết bị này, tập đoàn Coalesc đã tính đến sự thật rằng xe cộ chỉ lưu thông trên mặt đường trung bình 10%. Thêm vào đó, các nghiên cứu đã cho thấy vào năm 2050, nhu cầu toàn cầu về điện sẽ tăng gấp đôi hiện tại. Westway, theo như các nhà sản xuất, sẽ có thể giải quyết được vấn đề này. Khoảng 20 mét vuông pin với 1.000 giờ chiếu nắng mỗi năm sẽ đủ để cấp điện cho cả một căn nhà. Nên nhớ thêm rằng để lắp đặt các tấm pin, không nhất thiết phải phá vỡ bề mặt đường nhựa. Chỉ cần đặt chúng lên trên đường là được. Westway vô cùng bền và cung cấp ma sát cho bánh xe tốt nhất. Máy đánh dấu đường. Công ty Hofmann tham gia vào việc sản xuất các máy móc giúp tăng tốc và đơn giản hóa việc đánh dấu đường. Dòng thiết bị đa năng của họ, H33, có khả năng cao. Nó có thể làm việc trên hầu hết mọi con đường vì nó có thể vượt qua cả đường dốc. Nó làm việc với nhựa nhiệt dẻo, nhựa phun và sơn lạnh. Dung tích thùng chứa là 600 lít và khoảng cách hoạt động tối đa là 5 mét. Chiếc máy được trang bị máy phun chiều ngang để phun sơn thành những đường kẻ đều tăm tắp, kể cả ở tốc độ cao. Zeroco Rose Dryer. Mưa và tuyết là kẻ thù của công tác làm đường, đặc biệt là khi đến phần đánh dấu đường. Để không trì hoãn công việc và không phụ thuộc vào sự bất thường của thời tiết, các máy móc như máy làm khô đường Zeroco đã được chế tạo. Nó cho phép bạn sấy khô đường ngay lập tức, chuẩn bị cho việc phun sơn. Tốc độ sấy khô là từ 3 đến 6 km/h, tùy thuộc vào đường xá và điều kiện thời tiết. Nó phun 100 mét khối khí trong vòng 1 phút và nhiệt độ được thiết lập thủ công từ 350 đến 550 độ C. Chiếc xe sử dụng nhiên liệu xe hơi và có tuổi thọ khá dài. Nó cho phép bạn đánh dấu đường trong mọi thời điểm trong năm và ở mọi độ ẩm. Đồng thời, chất lượng của vạch kẻ khi hoàn thành không hề kém cạnh thứ mà được sấy khô thông thường. ETI Rolling Guardrail Barrier. Trong trường hợp có tai nạn xe hơi, nguy hiểm chính đối với tài xế chính là trạch tay lái ra khỏi đường đi. Đặc biệt nguy hiểm các tai nạn đó lại xảy ra ở các vùng đồi gần biển hay là vùng núi. Để giảm thiểu số vụ tai nạn có thương vong chết người, thanh chắn đường đặc biệt ETI có các thùng xoay đã được phát triển. Chúng chuyển hóa năng lượng tác động thành năng lượng quay của chiếc thùng, cùng lúc ẩn chiếc xe sang bên cạnh, ngăn nó rời khỏi đường. Chúng có biên độ sức mạnh và độ dẻo khổng lồ nhằm không làm đổ sập ngay cả khi bị đâm bởi một chiếc xe lớn như là xe tải. Nó bao gồm các bộ phận độc lập mà có thể thay thế được, giảm chi phí sửa chữa. Các thùng được trang bị phim phản quang để tăng độ an toàn khi lái xe trong bóng đêm. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu các công nghệ làm đường tuyệt vời mà bạn nên thấy. Các bạn ấn tượng với công nghệ nào nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.